Thưa quý vị, trong chiến lược mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả nền hành chính công được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại chuyển biến mới trong diện mạo nông thôn của địa phương. Vì vậy mà thời gian qua, các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang nỗ lực để nâng cao tiêu chí này. Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua Đảng bộ và chính quyền các xã đã nỗ lực quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong chương trình công tác của năm. Tùy theo tình hình thực tế, mỗi địa phương sẽ xây dựng một kế hoạch, giải pháp tổng thể, lồng ghép vào trong các nghị quyết chủ trương để quán triệt đến cán bộ đảng viên, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ tổ chức công dân quyền cũng đánh giá trong bộ ngoại giao là đạt trong sạch vững mạnh hệ thống chính trị mặt trận đoàn thể từ xã đến thôn đều là vững mạnh xuất sắc và cho thấy cho thấy rằng là cái sự quan tâm của đảng lãnh đạo đối với cái hệ thống chính trị để đạt được cái mục tiêu về chương trình xây dựng nông thôn mới để được công nhận năm năm tiếp theo thì đó là cái mục tiêu hàng năm mà nghị quyết đã đề ra thực hiện cho thấy là việc lãnh đạo của đảng ủy được toàn diện thì kết quả mang lại có nhiều cái cái, cái khảo sát. Ngoài ra, để nâng cao hiệu lực hiệu quả nền hành chính công, giảm phiền hà chi phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc liên quan đến hành chính nhà nước, một số mô hình đã được đưa vào áp dụng có tính thực tiễn cao, được người dân ủng hộ đối với việc uh, cải cách hành chính của xã thì uh, lấy cái người dân là làm trung tâm thì hiện nay là xã có triển khai một số cái mô hình ví dụ mô hình là uh, trao giấy đăng ký thôn, uh, trao chứng tử uh, tặng nhà mua uh, mô hình 5 g gần dân sát dân giúp dân và đặc biệt là khi cái, cái mô hình mà xuống tặng ở thôn nhà văn hóa thôn để hỗ trợ về mặt pháp lý để cho nhân dân, dân như là sắp đến chúng tôi sẽ triển khai cái hạch mà hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân dân ở hai thông là loại Giang Bí để người dân là làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận lần đầu. Thời gian tới để nâng cao tiêu chí hành chính công trong xây dựng nông thôn mới, huyện Hòa Vang chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị, chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của đơn vị.